Được ra mắt vào ngày 25 tháng 1 năm 2019, tiến vào thị trường Việt Nam ngày 15 tháng 12 năm 2019, hoạt động trên 177 quốc gia và phát triển đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 đã có 9 triệu thành viên trên toàn cầu tham gia. Wow, đây có thể nói là một công ty phát triển nhanh nhất lịch sử từ trước đến nay. Với video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thế lực đứng sau CloudOne. Người sáng lập và đầy tầm nhìn Jonas Erik Warner được nhiều người coi là một trong những bậc thầy của ngành công nghiệp mạng. Có thể nói ông là người kinh doanh theo mạng giỏi nhất thế giới. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, ông tuyên bố CloudOne sẽ thay đổi thế giới về ngành kinh doanh trực tuyến. CloudOne hay còn được gọi là công ty 5 phút bởi vì nó không cần có kiến thức trước và phù hợp với tất cả mọi người chỉ cần bạn có chiếc điện thoại di động. CloudOne, cơ hội duy nhất cho tất cả mọi người trên thế giới tham gia vào một phong trào lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng ta là thế hệ tiếp theo của ngành kinh doanh trực tuyến. Chúng ta là một mạng lưới toàn cầu. CEO và đồng sáng lập CloudOne, ông Johan Stewon-Holsten. Tốt nghiệp MBA Đại học Harvard, thành thạo năm thứ tiếng, thành lập 3 công ty công nghệ trị giá tỷ đô, Icon Media Lab, Led by X, IQBear lên sàn chứng khoán Nasdaq. Icon Media Lab, công ty tư vấn về Internet cho các công ty khác, có hơn 3.500 nhân viên, 32 văn phòng tại 21 quốc gia. Led by X, sàn thương mại điện tử đầu tiên tại châu Âu, giai đoạn bùng nổ .com, được Google mua lại với giá 650 triệu euro. IQBear là vườn ươm lớn nhất châu Âu với danh mục đầu tư hơn 100 công ty startup. Ông được công nhận là một trong những tầm nhìn chính Internet tại châu Âu, là một trong những doanh nhân Internet đầu tiên. Ông đã xây dựng công ty tư vấn Internet lớn nhất thế giới, bắt đầu các công ty ở 26 quốc gia và tham gia vào 215 startup. Và ông cũng là hội đồng quản trị của chính phủ Thụy Điển. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, ông sẽ đưa CloudOne trở thành mạng cộng đồng kinh tế chia sẻ lớn nhất hành tinh và giúp thế giới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Peter Jacobson là một trong những quản trị xuất sắc nhất trong ngành công nghiệp, với vốn kiến thức sâu rộng và chuyên môn cao, với tư cách là một nhà lãnh đạo kinh doanh, một tác giả và còn là một diễn giả truyền cảm hứng. Ông đã đào tạo 500 công ty may mắn về mặt doanh số và chiến lược. Muốn học được kiến thức của ông thì vào Chủ nhật hàng tuần 2 giờ chiều trung tâm châu Âu chỉ có tại CloudOne. Tiếp theo, Jan Rolandson. Ông là bậc thầy công nghệ thông tin và lập trình viên của CloudOne. Ông là nhà khởi nghiệp với 20 năm kinh nghiệm về lập trình và phát triển phần mềm và tiếp thị trực tuyến. Ông ấy thành lập công ty Thụy Điển đầu tiên vào năm 2003, thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình và ông có công ty lập trình phần mềm nổi tiếng tại Thụy Điển. Johan Westerdahl, giám đốc thương mại, ông cũng đã giữ nhiều vị trí điều hành từ một loạt các ngành công nghiệp. Ông cũng từng là CEO của Oriflame. Ông cũng từng là giám đốc khu vực của Bắc Âu cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Johan đã dành 15 năm trong kinh doanh ngành công nghiệp bán hàng trực tuyến và 8 năm trong các thị trường được quy định là dược phẩm, 4 năm trong các liên danh thư điện tử và thương mại điện tử truyền thống. Ông đã học quản trị kinh doanh tại Đại học Lenva có bằng cử nhân. Ông cũng tham gia vào các khóa học sau đại học từ IFL và nền tảng quân sự tại Học viện Hàng hải Hoàng gia Thụy Điển, giống như hầu hết đội ngũ quản lý của công nghệ thông tin. Ông có một nền tảng quốc tế thực sự. Ông nói được 3 ngôn ngữ và tiến hành kinh doanh tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Anthony, ông không chỉ là một lãnh đạo đứng đầu của CloudOne, ông còn là một kỹ sư hạt nhân đến từ Đại học MIT, một thủy thủ poker chuyên nghiệp và cũng là một doanh nhân thực thụ. Kenny Nolan, chủ tịch mạng lưới CloudOne, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tạo lập mạng lưới và ông ấy đi du lịch khắp thế giới để đào tạo cho mọi người về việc hình thành mạng lưới và tiếp thị liên kết. Jonathan Chom, trưởng bộ phận phát triển khu vực châu Phi. Ông sống tại châu Phi, chính xác là Nigeria 7 năm và ông sẽ chia sẻ về dịch vụ khách hàng và cập nhật các cải tiến.